Vũ Nhân, kính chào quý vị khán thính giả đài truyền hình SBTN. Thưa quý vị, hiện nay một số thợ nail, tiệm nail tại tiểu bang California và một số nơi trên nước Mỹ, ít nhiều họ cũng bị cuốn hút vào không khí hoang mang lo lắng, không biết khi nào họ mới được trở lại làm việc. For my family, I have two kids. Let me open up. I will work, I will respect, I will, you know, clean it up, sanitize everything, whatever. Please open up for nail salon. Trước áp lực của các bên, hiện nay chính quyền của một số tiểu bang, thành phố ở Hoa Kỳ cũng phải chấp nhận mở cửa dần dần, cho phép các khu shopping, nhà hàng, các tiệm tóc, tiệm làm móng tay được mở cửa trở lại. Với nhiều luật lệ khắt khe hơn, Vũ Nhân sẽ được gửi đến quý vị tâm tình của những người chủ tiệm nail ở tiểu bang Florida và ở Houston, Texas sau những ngày được mở cửa trở lại. Tiệm của mình là Signature Nail and Spa ở Naples, Florida. Mình mở cửa bữa thứ 2 tháng 5 ngày 11. Sau khi mở cửa thì tiệm phải theo cái luật lệ mới. Thợ cần phải bịt mặt, mang bao tay mỗi khi làm khách. Không cần biết làm tay hoặc làm mát, bất cứ service gì cũng phải mang bao tay bịt mặt. Và ghế thì mình cũng phải lấy bớt ghế ra, không thể để khách ngồi gần nhau như lúc trước. Phải tuân thủ cái social distance. Không được đưa cái paper menu service. Và một cái nữa là magazine, newspaper đều không có được cho khách. Trước cái khó khăn là mình phải hạn chế cái lượng khách. Và tiệm đa số là lấy khách hẹn, không nhận walk-in. Trước khi mở thì cũng sợ là không có khách. Nhưng mà lúc mình mới mở ra thì khách nó gọi vô, nó lấy hẹn. Thì mình sắp xếp cái lượng khách nó vô mỗi ngày là bao nhiêu đó để cho đủ cái số lượng thợ làm thôi. Em tên là Julie Wellborn ở thành phố Houston, Texas. Tiệm của em là bên Orchid Salon Day Spa. Thì tụi em mở cửa ngày 8 tháng 5 là cái họ cho tụi em mở. Thì ở Houston á, là cũng còn có nhiều nơi chưa có được mở cửa. Và cái location của em thì bên đây là được mở cửa. Cách coi như là ở tất cả những phương xa họ đều searching những, coi những cái tiệm nào họ mở cửa và những cái tiệm nào ở location nào thì họ sẵn sàng họ tới. Dù cách xa một tiếng mấy họ cũng vẫn lái xe và họ ngồi xếp hàng ở trong xe luôn để mà chờ đợi để được đi vô để mà làm. Tụi em yêu cầu khách là ngồi ở ngoài xe và khi mà họ được cái tới cái turn họ make appointment thì tụi em sẽ gọi họ vào. Cái đó là cái đầu tiên. Và cái thứ hai nữa là tụi em có sẵn ở trên bàn là những cái hand sanitizer cho họ clean liền, rửa tay liền trước khi mà họ muốn làm những cái service manicure gì. Và đó là những cái tụi em cần họ phải yêu cầu họ là phải có mang theo mask, phải đeo mask trước khi vào tiệm. Cái đó là cái đặc cần thiết nhất. Và nếu mà họ không có mask là họ cần phải cho tụi em biết khi mà tụi em gọi điện thoại cho họ đi vô. Tụi em đầu tiên tụi em hỏi là bà có cái mask không, thì họ nói ok có thì tụi em cho vô. Còn nếu mà họ nói không có thì tụi em sẽ sẵn sàng để một cái mask ngay trước cái reception để mà cho họ bước vô, họ dùng liền cái mask cho trước khi họ bắt đầu tụi em service cho họ. Cái đó là cái quan trọng nhất. Và cái thứ hai nữa là ngồi cách nhau, coi như là cách nhau khoảng 6 feet. Nhưng mà em giống như manicure á, thì tụi em có cái table facial để trước mặt cho khách và cái người thợ cách nhau. Thì thợ của em thì cũng họ cũng có cái đeo cái mask và cũng có cái facial nữa. Tụi em có cái facial để cho giống như là thợ mang để mà mình có thể cách nhau, mặc dù là có một cái table seal và một cái facial rồi mình đeo mask nữa, giống như cái cách ly và cái distance như vậy nó cũng feel safe thì khách nó thích hơn anh. Tuần lễ vừa qua tiệm của Julie đã mở cửa và đối mặt với những cái vấn đề gì thì em có thể chia sẻ với anh chị. Thì Julie cũng có nghe những người bạn là trên Facebook hay là nhắn tin và hỏi nhau là phải tìm mua những cái siêu thế bồ như thế nào và ở đâu và bao nhiêu tiền hay là rẻ mắc gì. Và tất cả mọi người cũng đang chạy tìm và compare cái tiền và cái giá tiền. Nhưng mà đối với Julie thì Julie thấy rằng có nghe tin tức là in China nó đã có cái poison này nọ, trong đó em cũng rất là sợ, nên khi mà Julie mua là Julie always là muốn cái sản phẩm đó make sure là cái hàng đó là hàng made in USA.
nên anh chị cẩn thận. Cái kinh nghiệm của em, nên em nghĩ rằng mấy anh chị chuẩn bị tâm lý sẵn sàng là vấn đề là khách rất là đông, mình làm việc không ngừng nghỉ, có nhiều tiểu bang chưa được mở cửa, nên anh chị thấy là những cái này là cái kinh nghiệm của em. Tại vì á, mấy anh chị đừng có ham rẻ mua những cái face shield mà của China, mình đeo cả ngày nó nhức đầu lắm, nó rất là nhức đầu. Nếu mà anh chị có câu hỏi nào hay là có gọi, có thể gọi cho Julie ở 832-660-8355. Có những cái gì em có thể chia sẻ được thì em sẽ chia sẻ với cho tất cả những anh chị. Vũ Nhân, chương trình cho đài truyền hình SBTN.